Hai nghi phạm bị bắt là Đinh Văn Giáp, 24 tuổi và Đinh Văn Trường, 19 tuổi, cùng ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cả hai nghi phạm đều không có công ăn việc làm ổn định. Giáp có một tiền án về tội buôn bán người vào năm 2013. Cả hai bị bắt giữ sau chưa đầy 48 giờ gây án khi đang trên đường bỏ trốn bằng chính chiếc xe máy của nạn nhân. Hai nghi phạm đã được các chiến sĩ đưa lên phòng lấy lời khai ngay sau đó. Theo lời khai ban đầu, Đinh Văn Giáp cùng Đinh Văn Trường rủ nhau lên Hà Nội chơi và hết tiền bắt xe về quê. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, cả hai chơi điện tử rồi đến khu vực bến xe Mỹ Đình để tìm cách bắt xe về phòng trọ của bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại đây, hai nghi phạm gặp anh Nguyễn Cao Sang, 18 tuổi, quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chạy xe ôm công nghệ Grab kiếm thêm thu nhập. Cả hai đề nghị anh Sang chở về phòng bạn. Sau khi đi được nửa đường, Giáp nói với anh Sang rằng cả hai đều không có tiền trả cước nên xin anh Sang cho khất nợ. Nghe vậy, tài xế Sang không nói gì và tiếp tục di chuyển. Sau đó, Giáp và anh Sang đi ra bãi đất hoang để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Giáp đã rút dao bấm mang sẵn trong người và đâm nhiều nhát từ phía sau anh Sang. Anh mắng em sao em giật lấy túi của em xong rồi ném ra ngoài. Anh đấy suy nghĩ không nào trong bồng bột. Sau khi gây án, Giáp đã lấy chiếc xe của nạn nhân và cùng Trường bỏ chạy về Yên Bái. Còn về chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của nạn nhân bị mất ở hiện trường, Giáp cho biết mình không lấy. Nội dung trên đây là lời khai ban đầu của hai nghi phạm tại trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm. Sau khi đấu tranh với hai nghi phạm, thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng mới đưa ra kết luận cụ thể. Trả lời nhanh với báo chí tại phòng lấy lời khai, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả rất thương tâm. Đặc biệt, nhóm đối tượng gây ra vụ án là đối tượng từng có tiền án tiền sự và là những đối tượng tỉnh ngoài vào địa bàn phạm tội, rồi nhanh chóng rời đi khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Là cái số đối tượng tỉnh ngoài đến hoạt động phạm tội mà không cư trú ở trên địa bàn. Do vậy là đấy là cái điểm khó khăn. Và sau khi gây án thì các đối tượng nhanh chóng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Và cái nơi mà các cái nhóm đối tượng bỏ trốn ấy cũng là những cái địa bàn mà chưa nó không thân thuộc đối với lại các cái lực lượng công an thành phố. Do vậy là cũng hết sức khó khăn. Công an cũng khuyến cáo đối với những tài xế xe ôm, taxi cần nâng cao cảnh giác, biết nhận diện các đối tượng trong quá trình hoạt động để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự. Nói to rồi.